Mời anh Tần vô lãnh quà 30 Tết. Như các bạn cũng đã biết, dạo gần đây vừa xuất hiện một cái clip lùa gà của anh Tần với hình thức bán đất đồng sở hữu, kèm theo lời hứa hẹn sẽ xây biệt thự và chung 300 triệu mỗi căn nhà. Vậy thì hôm nay Lý sẽ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng tờ số 3 thửa 667, 668 và 669 tại địa bàn xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, nơi mà trời có sập xuống thì anh Tần cũng cam kết rằng không dính quy hoạch. Trước mặt các bạn sẽ là con đường đi vào khu biệt thự đó. Với phương tiện di chuyển bằng xe máy, ô tô Lý quản ngoài vô không được, chạy xe, thì những con đường này các bạn đừng bao giờ khinh thường nó. Những con đường này một mai sẽ dẫn tới sân bay Long Thành, xa hơn sẽ là Tân Sơn Nhất, hoặc là hơn nữa sẽ là sân bay Nội Bài. Thì đúng rồi, đường nó nói đường chạy riết là ra tới Nội Bài thôi. Thích thì đi xin hộ chiếu để cho chạy qua New York luôn cũng được nữa. Và sau những lớp cua quằn quèo, cây lá quẹt cỏ, chúng ta cũng tới nơi. Với địa thế hoang vắng sẽ phù hợp cho các bạn nào muốn trở về thiên nhiên cội nguồn, trở về rừng thiên nước độc để nuôi vài con gà. Hoặc cũng có thể dùng khu đất này để trở thành một người nông dân chính hiệu, mà trên đó chúng ta có thể cày sâu cuốc bẫm, trồng các loại cây hoa màu, hoặc là không thích chúng ta có thể xây một cái làm mát 82. Và nơi đây cũng là nơi tập kết các loại chất thải phi nông nghiệp, hay nói cách khác là rác. Tiếp theo, mời các bạn leo lên trực thăng, chúng ta sẽ nhìn sơ bộ tổng quát tổng thể khu đất này. Vâng, nó không dính quy hoạch, nhưng xung quanh toàn nhà cấp 4. Và sau một hồi hỏi thăm thì tình trạng chung toàn bộ nơi đây chỉ toàn giấy phép xây dựng tạm. Các bạn có thấy lạ hay không? Nếu là các bạn, khi có một người nào đó đụng tới uy tín, danh dự và nhân phẩm của các bạn thì các bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên ai cũng vậy, sẽ tìm lý lẽ và chứng minh bản thân mình trong sạch. Nhưng đây thì anh Tần này, anh chọn cách im lặng và coi như là một sự tẩy trắng. Và vì anh biết khi ảnh phản công thì bắt buộc ảnh phải chứng minh khu đất này không dính quy hoạch. Và nếu anh Tần đã không dám làm điều đó thì để em tặng anh Tần một món quà này. Đây là giấy thông tin quy hoạch của tờ số 3 thửa 667 giáp thửa 668 và 669 với đơn xin ngày 16 tháng 1 và được cấp ngày 17 tháng 1 2023. Căn cứ quyết định số 5367 ngày 31 tháng 12 2021 của Đồng Nai về việc quy hoạch sử dụng đất tới 2030 của Nhân Trạch thì thửa 667 tờ số 3 1278,5 m² thuộc quy hoạch đất ở nông thôn. Xuống dòng tiếp theo, tuy nhiên. Các bạn hiểu thế nào về chữ tuy nhiên này? Có phải nó dùng cho ngữ cảnh em rất đẹp, tuy nhiên anh rất tiếc, hay là hắn ta rất giỏi lừa đảo, tuy nhiên thằng Lý nó không có cho? Thôi thì tuy nhiên theo quy hoạch nông thôn mới xã Vĩnh Thanh được phê duyệt vào ngày 29 tháng 8 2013 thì vị trí khu đất này nó thuộc quy hoạch đất ở phát triển theo dự án và đất giao thông. Cùng nhìn lại bản đồ của Lý và thửa 667, nó dính toàn bộ phần phía sau đuôi là đất giao thông và phía trước còn lại sẽ là đất ở. Nhưng tuy nhiên chỗ này nó dính vào đất ở tại dự án. Vậy có nghĩa là toàn bộ khu vực nơi này khi có quyết định thu hồi thì dĩ nhiên tất cả những người mua đồng sở hữu nhưng không sang tên được mất trắng. Và với giấy trắng mọc đỏ như này, anh Tần còn dám chối rằng miếng đất này không dính quy hoạch không gì? Chối đi anh, chối tiếp đi anh Tần ơi, mọc đỏ kìa, anh chối đi.